nốt mày. Lấy mày xin, lấy mày xin. Cho giờ xuống nhà chó tao có tội nữa. Cây mẹ thì là ai làm mà con giấu ở đây nữa. Đó, con cắt cho nó hai ba cái cho mẹ để mấy gì làm xong để mình lót nó lên ngày đầu mưa rồi để ngày mai mẹ ăn không có dính. Để không dính con bé không có năm. Lúc này tay của dì Sáu đẹp quá ta. Tay của dì Sáu đẹp quá ta. Làm được không? Hết cái này đẹp nè, ai làm cái này? Me, of course. Đúng rồi. Cũng như là mình các cháu đi về đây tụ họp đọc kinh cho bà, rồi cho hai linh hồn Maria được an nghỉ đời đời. Thì nhờ cô Bông với cậu Thanh là cùng với tôi là trong cái lời sướng. Bây giờ trước tiên là bắt đầu là đọc kinh lại cha. Lạy Cha chúng con cầu nguyện cho Cha cả sáng, nước Cha chỉ đấng, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa vào cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mạng là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền mọi tội chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót cho linh hồn Maria và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, tại Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót hai linh hồn Maria và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót hai linh hồn Maria và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót hai linh hồn Maria và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót hai linh hồn Maria và toàn thế giới. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sự công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Con thay vì nhân Chúa nhân từ cho anh hùng Maria được đến chỗ nghỉ ngơi, hẳn xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nhưng Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin đại diện cho gia đình các cháu cảm ơn tất cả các cậu các cô đến đây cầu nguyện cho thầy nhà dỗ 2 năm, vì là dỗ 2 năm nên cho nên là chỉ ngon trong gia đình mà thôi, có thể là năm tới là ngày mãn tang, năm mãn tang cho nên là mới mời bà con đến. Cô còn có gì? Chị xin cảm ơn anh và cảm ơn tất cả các cháu đã cho dượng các gì đấy đây để cầu nguyện cho chị Hương và chị Lan. Thế chị Hương là một người đã hy sinh rất nhiều cho con cái, gia đình và các thứ. Bây giờ mình chắc là bây giờ bà đứng ở trên kia đang cười hô hố chào chúng mày là cái cầu đi. Rồi, xin bà chị nghỉ ngơi an lành ở nơi Chúa, rồi thương xót hết các cháu ở đây. Cảm ơn anh, cảm ơn các bạn. Cậu giàu là có tiền đời này, phải có tiền đời sau chứ. Để vui đó. Kính mừng Maria, đầy phước Đức Chúa Trời, con chúc bà mời đến đây để xin con lòng hảo phước bà. Thánh Maria, đi mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là mẹ có thầu khi này và không thể làm thể ra mẹ. Maria, đầy phước Đức Chúa Trời, con chúc bà mời đến đây để xin con lòng hảo phước bà. Cùng bà và con phước bà mọi người được thầy Giêsu con và bà con phước bà.
Không nói gì mẹ nói đi. nói nhiều quá bây giờ nói tôi nghe coi. Hi mom. Rồi má miên cái. Đây lạnh lắm mà, cả gia đình đến thăm mà. Thằng này nữa thôi. Nó tới là làm phiền tao hoài vậy. Tí rồi chưa? Tí không? Nó kêu ra. Chưa, tí vô. Tí vô. Lại đi. Gia đình không đi. Rồi để từ từ trung tới. Chưa hả? Tới cho mình chưa tới. Gia đình Berlin. Yeah, you guys. You guys go over there.